Trong phong thủy, cây cối không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra không gian xanh mát, hài hòa mà còn mang lại nhiều giá trị tinh thần và vật chất cho gia chủ. Những loại cây ăn trái, đặc biệt là những cây mang ý nghĩa phong thủy, được coi là biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng và tài lộc. Việc lựa chọn và trồng đúng loại cây phong thủy có thể giúp gia chủ không chỉ duy trì sự hài hòa trong cuộc sống mà còn thu hút năng lượng tích cực, mang lại sự thịnh vượng và giàu có. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá 6 loại cây ăn trái phong thủy được xem là cực kỳ tốt, khi được trồng trong sân nhà sẽ giúp thu hút tài lộc, mang lại sự phát tài, giàu sang cho gia chủ. Hãy cùng tìm hiểu cách lựa chọn và trồng những cây này sao cho phù hợp nhất, để đảm bảo rằng tài lộc và may mắn sẽ luôn đến với gia đình bạn. 1. Cây đu đủ. Cây đu đủ là một trong những cây phong thủy mang ý nghĩa cực kỳ tốt lành. Tên gọi đu đủ đã thể hiện rõ ý nghĩa phong thủy, biểu thị sự no đủ, không thiếu thốn, luôn tràn đầy của cải. Theo quan niệm dân gian, việc trồng cây đu đủ trong sân nhà không chỉ giúp gia chủ thu hút tài lộc mà còn mang lại sự bình an, sức khỏe dồi dào cho cả gia đình. Cây đu đủ rất dễ trồng, có thể sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và không yêu cầu quá nhiều công chăm sóc. Quả đu đủ khi chín có màu vàng cam rực rỡ, biểu tượng cho sự thịnh vượng, phú quý. Ngoài ra, mỗi khi cây đu đủ ra quả, đó chính là dấu hiệu cho thấy tài lộc đang đến với gia đình bạn. Quả đu đủ không chỉ xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày mà còn là một phần không thể thiếu trong các lễ cúng gia tiên, với ý nghĩa cầu mong sự no đủ, viên mãn. Trong phong thủy, cây đu đủ còn giúp điều hòa năng lượng, cân bằng khí hậu trong nhà. Khi trồng cây đu đủ, bạn có thể cảm nhận được không gian sống trở nên trong lành, dễ chịu hơn và đặc biệt là thu hút nhiều tài lộc hơn. Cây đu đủ không chỉ mang lại giá trị vật chất thông qua những trái cây tươi ngon mà còn là biểu tượng phong thủy của sự giàu có, thịnh vượng. 2. Cây lựu. Cây lựu là một trong những cây phong thủy được yêu thích nhất vì vẻ đẹp của những chùm hoa đỏ rực rỡ và trái lựu tròn trịa, đầy hạt. Trái lựu, với hàng trăm hạt nhỏ bên trong, tượng trưng cho sự đông đúc, sung túc và sự thịnh vượng. Trồng cây lựu trước nhà không chỉ giúp gia chủ thu hút tài lộc mà còn mang lại sự may mắn, đặc biệt là về đường con cái. Cây lựu rất dễ trồng, có thể thích nghi với nhiều loại đất khác nhau và không cần quá nhiều công chăm sóc. Khi cây lựu ra hoa và kết trái, đó chính là dấu hiệu của sự phát tài, phú quý đang đến gần với gia đình. Trái lựu còn được coi là biểu tượng của sự trường thọ và sức khỏe dồi dào, mang lại sự bảo vệ cho cả gia đình. Trong nhiều nền văn hóa, lựu còn là biểu tượng của sự sinh sôi, nảy nở, sự thịnh vượng và hạnh phúc gia đình. Chính vì vậy, cây lựu không chỉ mang lại trái ngọt mà còn mang đến sự bình an, thịnh vượng cho ngôi nhà. Trồng cây lựu trước nhà còn giúp tạo ra một không gian sống hài hòa, kết nối giữa con người và thiên nhiên, giúp gia đình bạn luôn đón nhận những điều tốt lành. 3. Cây Phật tổ nghìn tay, cây thiết mộc lan. Cây Phật tổ nghìn tay, hay còn gọi là cây thiết mộc lan, là một loại cây phong thủy rất phổ biến, được cho là mang lại sự bảo vệ và che chở cho gia chủ. Cây này có khả năng hóa giải những điều không may mắn, đẩy lùi tà khí và thu hút năng lượng tích cực. Khi trồng cây Phật tổ nghìn tay trong sân nhà, gia chủ sẽ được bảo hộ, gia tăng sự an lành và thu hút tài lộc. Cây Phật tổ nghìn tay thường có thân cây thẳng đứng, tượng trưng cho sự vững chãi, kiên định. Lá cây xanh tươi quanh năm, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, giúp không gian sống trở nên trong lành và mát mẻ hơn. Đặc biệt, khi cây Phật tổ nghìn tay ra hoa, đó là dấu hiệu của sự thăng tiến trong công việc và tài lộc dồi dào, báo hiệu sự phát triển không ngừng của gia đình. Trong phong thủy, cây Phật tổ nghìn tay còn là biểu tượng của sự trường tồn và bền vững, mang lại sự ổn định và thịnh vượng cho gia đình. Trồng cây này trong sân nhà giúp gia chủ duy trì năng lượng tích cực, bảo vệ tài lộc và thu hút may mắn, phúc khí về cho gia đình. 4. Cây cao kiển. Cây cao kiển là một trong những loại cây phong thủy tốt nhất, thường được trồng trước nhà để đón tài lộc và may mắn. Cây cao kiển có dáng thẳng, thanh cao, là biểu tượng của sự thăng tiến, phát triển và trường thọ. Trồng cây cao kiển trong sân nhà giúp gia chủ hóa giải những xui xẻo, thu hút vượng khí và tạo nên một không gian sống thoáng đãng, xanh mát. Cây cao kiển dễ trồng, phù hợp với nhiều loại đất và điều kiện khí hậu khác nhau.
Khi cây cao kiểm ra quả, đó là dấu hiệu của sự thịnh vượng và tài lộc đang đến gần. Ngoài ra, cây cao kiểm còn giúp cân bằng năng lượng, mang lại sự hài hòa và bình yên cho không gian sống. Cao kiểm không chỉ mang lại vẻ đẹp thanh tao, tinh tế cho ngôi nhà mà còn là biểu tượng của sự bền vững và thịnh vượng lâu dài. Cây cao kiểm còn giúp cải thiện phong thủy bằng cách tạo ra các luồng khí lưu thông tốt, loại bỏ khí xấu và thu hút khí tốt vào nhà. Việc trồng cây cao kiểm trước nhà không chỉ giúp cải thiện môi trường sống mà còn là cách tuyệt vời để gia chủ thể hiện sự tinh tế, khéo léo trong việc bố trí phong thủy. 5. Cây bưởi. Cây bưởi là một trong những loại cây phong thủy rất được ưa chuộng trong các gia đình Việt. Bưởi không chỉ là loại trái cây ngon miệng, bổ dưỡng mà còn là biểu tượng của sự no đủ, thịnh vượng và sức khỏe dồi dào. Trồng cây bưởi trong sân nhà giúp gia chủ thu hút tài lộc, gia tăng vượng khí và bảo vệ gia đình khỏi những điều xui xẻo. Bưởi là loại cây dễ trồng, phù hợp với nhiều loại đất và khí hậu. Khi cây bưởi trong sân nhà ra quả, đặc biệt là những quả bưởi to, căng mọng, đó chính là dấu hiệu của sự phát tài, thịnh vượng đang đến với gia đình bạn. Quả bưởi cũng được sử dụng trong các lễ cúng, mang lại sự bình an, may mắn cho gia đình. Cây bưởi không chỉ mang lại trái ngon mà còn là biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng, giúp gia chủ duy trì vượng khí và thu hút tài lộc không ngừng. Việc trồng cây bưởi trước nhà còn giúp tạo nên một không gian sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên, mang lại sự thịnh vượng và an khang cho cả gia đình. 6. Cây vú sữa. Cây vú sữa không chỉ là loại cây ăn trái quen thuộc mà còn mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Vú sữa tượng trưng cho tình mẫu tử, sự chăm sóc và yêu thương. Trồng cây vú sữa trong sân nhà không chỉ giúp gia chủ thu hút tài lộc mà còn mang lại sự ấm cúng, bình yên cho gia đình. Cây vú sữa dễ trồng, cho trái ngon và bổ dưỡng. Khi cây vú sữa ra quả, đó là dấu hiệu của sự viên mãn, đầy đủ và phú quý. Vú sữa cũng là biểu tượng của sự đoàn kết và hòa thuận trong gia đình, giúp gia đình bạn luôn gắn bó, yêu thương nhau. Trồng cây vú sữa trước nhà không chỉ tạo nên một không gian xanh mát, trong lành mà còn giúp gia đình duy trì sự hài hòa và hạnh phúc, mang lại tài lộc và thịnh vượng lâu dài. Cây vú sữa còn giúp gia chủ giữ gìn hòa khí trong gia đình, tạo nên môi trường sống ấm áp, đầy yêu thương. Khi cây vú sữa trong sân nhà bắt đầu ra trái, đó là dấu hiệu cho thấy sự phát triển, thịnh vượng và hòa thuận đang đến với gia đình bạn. Quý vị thân mến, phòng khách, trong phong thủy, được coi là trái tim của ngôi nhà, nơi tập trung và lưu chuyển năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, sức khỏe và hạnh phúc của gia đình. Đây không chỉ là không gian để tiếp đón khách khứa mà còn là nơi thu hút những luồng khí tốt, mang lại sự thịnh vượng và may mắn. Bởi lẽ đó, việc bố trí, sắp xếp phòng khách sao cho hợp phong thủy là một yếu tố vô cùng quan trọng. Đặc biệt, nếu biết cách sử dụng những vật phẩm phong thủy phù hợp, không chỉ giúp tăng cường năng lượng tích cực mà còn có thể chuyển hóa những khó khăn, biến nguy thành an, nghèo nợ mấy cũng có thể phất lên giàu sang. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 5 vật phong thủy may mắn, khi đặt trong phòng khách, sẽ có khả năng hút tài lộc, mang đến sự thịnh vượng và giàu sang khó ai bì kịp. Những vật phẩm này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong việc tạo dựng và duy trì dòng chảy của năng lượng tốt trong nhà. Hãy cùng tôi đi sâu vào từng vật phẩm và tìm hiểu tại sao chúng lại được coi là biểu tượng của sự giàu có, phú quý, và làm thế nào để bố trí chúng đúng cách để đạt được hiệu quả phong thủy tối ưu nhất. 1. Tượng cốc ngậm đồng tiền. Tượng cốc ngậm đồng tiền, hay còn gọi là thiềm thừ, là một trong những vật phẩm phong thủy phổ biến và mạnh mẽ nhất trong việc thu hút tài lộc. Theo truyền thuyết, cốc ngậm đồng tiền có khả năng đem lại may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ. Khi đặt tượng cốc ngậm đồng tiền trong phòng khách, đặc biệt là ở vị trí góc tài lộc, thường là góc chéo đối diện với cửa chính, nó sẽ giúp kích hoạt năng lượng tài lộc, mang đến cơ hội tài chính và bảo vệ tài sản của gia đình. Tượng cốc ngậm đồng tiền nên được đặt hướng vào trong nhà để biểu thị việc mang tài lộc vào trong, tránh để hướng ra ngoài sẽ mang ý nghĩa hao tổn tài sản. 2. Tượng thần tài. Thần tài từ lâu đã được xem là vị thần bảo hộ cho tiền bạc và tài lộc. Trong văn hóa phương Đông, việc thờ cúng thần tài không chỉ là một tín ngưỡng mà còn là một cách để thu hút và giữ gìn tài lộc.
Tượng thần tài khi được đặt ở vị trí trung tâm hoặc gần cửa chính của phòng khách sẽ giúp gia chủ đón nhận những dòng năng lượng tích cực, bảo vệ và tăng cường sự giàu sang, phú quý. Đặc biệt, thần tài cần được đặt ở nơi cao ráo, sạch sẽ, không bị che khuất để phát huy tối đa hiệu quả phong thủy. 3. Hồ lô phong thủy. Hồ lô từ lâu đã là biểu tượng của sức khỏe, trường thọ và tài lộc trong phong thủy. Được làm từ quả bầu khô, hồ lô mang hình dáng đặc trưng với phần miệng nhỏ, bụng phình to, tượng trưng cho việc hút năng lượng xấu và giữ lại những năng lượng tốt, may mắn. Khi đặt hồ lô phong thủy trong phòng khách, nó không chỉ giúp hóa giải những năng lượng tiêu cực, bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình mà còn giúp thu hút tài lộc, mang lại sự thịnh vượng và an lành. Đặc biệt, hồ lô được đặt gần cửa ra vào hoặc trên bàn tiếp khách sẽ tạo ra một không gian hài hòa, cân bằng năng lượng. 4. Tiền xu cổ. Trong phong thủy, tiền xu cổ được coi là vật phẩm mang lại sự thịnh vượng và bảo vệ tài sản. Những đồng tiền xu cổ thường được buộc thành dây với số lượng nhất định, tượng trưng cho sự liên kết giữa trời, đất và con người. Đặt tiền xu cổ ở phòng khách, đặc biệt là gần khu vực tiếp khách hoặc treo ở cửa ra vào, sẽ giúp kích hoạt năng lượng tài lộc, bảo vệ tiền bạc và mang lại may mắn cho gia chủ. Tiền xu cổ cũng có thể được đặt dưới đệm ghế hoặc trong các hộp trang trí để không chỉ làm đẹp không gian mà còn tăng cường vận may về tài chính. 5. Cá chép phong thủy. Cá chép từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự kiên trì, thành công và tài lộc trong văn hóa phương Đông. Cá chép phong thủy, đặc biệt là những tượng cá chép vượt vũ môn, tượng trưng cho sự thăng tiến trong công việc và cuộc sống, vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành công. Khi đặt tượng cá chép trong phòng khách, đặc biệt là ở hướng Đông hoặc Đông Nam, gia chủ sẽ kích hoạt năng lượng tích cực liên quan đến tài lộc và sự thịnh vượng. Cá chép phong thủy cũng có khả năng bảo vệ gia đình khỏi những tai ương và mang lại sự an bình, hạnh phúc. Phòng khách không chỉ là nơi để tiếp khách mà còn là không gian quan trọng quyết định đến tài vận và sự hưng thịnh của cả gia đình. Bằng cách sử dụng và bố trí đúng cách 5 vật phẩm phong thủy may mắn như cây kim tiền, tượng thần tài, hồ lô phong thủy, tiền xu cổ và bình hoa pha lê, bạn có thể biến phòng khách của mình thành một nơi thu hút tài lộc, mang lại sự thịnh vượng và giàu sang cho cả gia đình. Những vật phẩm này không chỉ mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ cho không gian sống mà còn có khả năng kích hoạt và duy trì dòng chảy của năng lượng tốt, giúp gia đình bạn vượt qua mọi khó khăn, nghèo nợ mấy cũng có thể phất lên giàu sang. Hãy nhớ rằng, phong thủy là nghệ thuật cân bằng và hài hòa năng lượng, và bằng cách áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ tạo ra một môi trường sống thuận lợi, tràn đầy năng lượng tích cực và may mắn. Hy vọng rằng, với những kiến thức phong thủy, tử vi và tâm linh mà tôi đã chia sẻ, bạn sẽ có thêm những gợi ý hữu ích để cải thiện không gian sống của mình, biến nó thành nơi không chỉ đẹp mắt mà còn là nguồn cảm hứng, tài lộc và hạnh phúc cho cả gia đình. Quý vị thân mến, trong không gian sống của mỗi gia đình, phòng ngủ được coi là nơi quan trọng bậc nhất về mặt phong thủy. Đây là nơi bạn và gia đình nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một ngày dài làm việc và học tập. Vì thế, việc sắp xếp và bài trí phòng ngủ sao cho hợp phong thủy không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn tác động đến tài vận, sức khỏe và hạnh phúc của gia chủ. Đặc biệt, khu vực đầu giường, nơi mà bạn dành nhiều thời gian nghỉ ngơi nhất, được xem là vị trí quan trọng có thể thu hút tài lộc, bảo vệ bình an và thậm chí giúp những cặp vợ chồng khó có con sớm đón nhận tin vui. Theo phong thủy, mỗi vật phẩm được đặt ở đầu giường đều có khả năng ảnh hưởng lớn đến năng lượng và vận may của gia đình. Đầu giường không chỉ là nơi để bạn dựa lưng nghỉ ngơi, mà còn là điểm giao thoa của những luồng năng lượng quan trọng, nơi mà sự cân bằng giữa yếu tố âm và dương cần được duy trì. Đặt đúng các vật phẩm phong thủy tại đây có thể giúp bạn thu hút được những cơ hội tài chính, tăng cường sự hài hòa trong các mối quan hệ, và thậm chí giúp những cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc sinh con sớm có được tin vui. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 5 vật phẩm phong thủy mà khi được đặt ở đầu giường, có thể mang lại những thay đổi tích cực, giúp gia chủ từ chỗ khó khăn, nghèo khó cũng có thể phất lên nhanh chóng. Những vật phẩm này không chỉ đơn thuần là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa phong thủy sâu sắc, giúp cân bằng năng lượng, thu hút tài lộc và mang lại hạnh phúc, sự an yên cho cả gia đình.
Hãy cùng tôi đi vào chi tiết từng vật phẩm và cách sắp xếp chúng sao cho hợp lý để đạt được hiệu quả phong thủy tối ưu nhất. 1. Quả bầu hồ lô khô. Quả bầu hồ lô khô là một vật phẩm phong thủy có lịch sử lâu đời, thường được sử dụng để bảo vệ sức khỏe, thu hút tài lộc và mang lại sự trường thọ. Hình dáng đặc biệt của hồ lô, phần miệng nhỏ và phần bụng phình to, được coi là biểu tượng của việc hút giữ năng lượng tốt và loại bỏ năng lượng xấu. Khi đặt quả bầu hồ lô khô ở đầu giường, nó sẽ giúp gia chủ bảo vệ sức khỏe, tránh khỏi những bệnh tật và mang lại giấc ngủ an lành. Đặc biệt, đối với những cặp vợ chồng đang mong muốn có con, quả bầu hồ lô còn được xem là biểu tượng của sự sinh sôi, giúp kích hoạt năng lượng sinh sản và mang lại tin vui trong thời gian sớm nhất. Hãy đặt quả bầu hồ lô ở phía đông hoặc đông nam của đầu giường để tối đa hóa hiệu quả phong thủy. 2. Tượng đôi hươu phong thủy. Hươu từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự trường thọ, tài lộc và hạnh phúc gia đình. Đặc biệt, đôi hươu phong thủy còn mang ý nghĩa về sự kết nối, hòa hợp và nhân duyên tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình. Đặt một đôi hươu phong thủy ở đầu giường, hướng về phía nam hoặc tây nam, sẽ giúp tăng cường năng lượng tích cực, mang lại sự thịnh vượng và phúc lộc cho gia đình. Đối với những cặp vợ chồng đang mong muốn có con, tượng đôi hươu cũng được cho là có khả năng kích hoạt năng lượng sinh sản, mang lại tin vui trong thời gian sớm nhất. 3. Đèn ngủ phong thủy. Ánh sáng trong phong thủy có vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự cân bằng năng lượng trong không gian sống. Đèn ngủ phong thủy, đặc biệt là đèn có ánh sáng ấm áp, không chỉ giúp tạo ra một không gian thư giãn, yên bình mà còn kích hoạt những nguồn năng lượng tích cực. Khi đặt đèn ngủ ở đầu giường, tốt nhất là ở hai bên, ánh sáng sẽ giúp làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng và lo lắng, giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn. Đồng thời, ánh sáng từ đèn phong thủy cũng có thể giúp thu hút tài lộc, bảo vệ sức khỏe và mang lại may mắn cho gia chủ. 4. Đá thạch anh hồng. Thạch anh hồng là loại đá phong thủy nổi tiếng với khả năng thu hút tình yêu, sự hòa hợp và năng lượng tích cực. Khi đặt một viên đá thạch anh hồng ở đầu giường, nó không chỉ giúp cải thiện mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình mà còn giúp tạo ra sự bình an, thư thái trong không gian ngủ. Đặc biệt, đối với những cặp vợ chồng đang gặp khó khăn trong việc có con, thạch anh hồng được cho là có khả năng kích hoạt năng lượng sinh sản, giúp mang lại tin vui trong tương lai gần. Đặt thạch anh hồng ở vị trí trung tâm của đầu giường sẽ giúp cân bằng năng lượng và thu hút những điều tốt lành vào cuộc sống. 5. Tranh đôi uyên ương. Tranh đôi uyên ương là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, sự gắn kết và hạnh phúc trong hôn nhân. Đặt một bức tranh đôi uyên ương ở đầu giường, đặc biệt là hướng Tây Nam, không chỉ giúp tăng cường sự gắn bó, hòa hợp giữa vợ chồng mà còn kích hoạt năng lượng tình duyên, giúp những cặp đôi khó có con sớm nhận được tin vui. Tranh uyên ương cũng giúp bảo vệ không gian ngủ khỏi những năng lượng xấu, mang lại sự bình yên và thư giãn cho cả gia đình. Phong thủy không chỉ là nghệ thuật bố trí không gian mà còn là cách thức để bạn cải thiện cuộc sống, thu hút tài lộc, bảo vệ bình an và mang lại hạnh phúc cho gia đình. Đầu giường là vị trí quan trọng trong phòng ngủ, và việc đặt các vật phẩm phong thủy như quả bầu hồ lô khô, tượng đôi hươu, đèn ngủ phong thủy, đá thạch anh hồng và tranh đôi uyên ương không chỉ giúp gia chủ thu hút tài lộc mà còn mang lại sự bình an, phúc lộc và tin vui cho gia đình. Bằng cách áp dụng những nguyên tắc phong thủy này vào cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của mình trở nên thuận lợi, suôn sẻ và đầy đủ hơn. Hãy nhớ rằng, mỗi vật phẩm phong thủy đều mang trong mình một sức mạnh đặc biệt, và khi được đặt đúng cách, chúng sẽ giúp gia đình bạn vượt qua mọi khó khăn, nghèo khó mấy cũng có thể phất lên giàu sang, và cuộc sống gia đình sẽ ngày càng viên mãn, hạnh phúc hơn. Đừng ngần ngại thay đổi không gian sống của mình, bởi mỗi điều chỉnh nhỏ đều có thể mang lại những ảnh hưởng tích cực không ngờ. Chúc bạn và gia đình luôn gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào và hạnh phúc viên mãn trong tổ ấm của mình. Từ xa xưa, ông bà ta đã luôn tin rằng thiên nhiên là một phần không thể tách rời của cuộc sống con người. Những cây cối, hoa lá không chỉ tô điểm cho không gian sống mà còn mang trong mình những năng lượng tốt lành, thu hút tài lộc và bình an cho gia chủ. Cổ nhân có câu, nhà nào trồng đủ bốn cây phong thủy này, tài lộc kéo về ngập nhà, giàu có bốn đời, gia đạo êm ấm, con cháu hưởng lộc giàu sang.
Đây không chỉ là lời dạy đầy trí tuệ của những người đi trước mà còn là một bí quyết phong thủy giúp gia đình bạn trở nên hưng thịnh, con cháu đời đời sung túc. Trong phong thủy, mỗi loại cây đều mang một ý nghĩa riêng, chúng kết nối với các yếu tố của trời đất, tạo ra một dòng chảy năng lượng tích cực, lan tỏa đến mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Bốn loại cây phong thủy mà cổ nhân khuyên trồng không chỉ đơn giản là cây cối thông thường, mà còn là những biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng và hạnh phúc. Việc trồng những cây này trong nhà không chỉ là để làm đẹp cho không gian sống mà còn là để thu hút những điều tốt lành đến với gia đình. Hãy cùng tôi tìm hiểu chi tiết về từng loại cây, lý do tại sao chúng được xem là những bảo vật phong thủy và cách chúng có thể biến ngôi nhà của bạn thành một nơi đầy ắp tài lộc và bình an. Cây số 1, cây kim tiền. Cây đầu tiên mà chúng ta sẽ khám phá là cây kim tiền, một loại cây phong thủy vô cùng phổ biến và được ưa chuộng. Cây kim tiền có tên gọi khác là cây phát tài, đúng như tên gọi của nó, đây là loại cây biểu tượng cho sự thịnh vượng và giàu có. Lá của cây kim tiền mọc thành từng cặp, đối xứng và dày dặn, trông như những đồng tiền vàng xếp chồng lên nhau. Theo phong thủy, cây kim tiền mang đến tài lộc dồi dào cho gia chủ, giúp gia đình làm ăn phát đạt, công việc thuận lợi. Đặc biệt, cây này còn có khả năng kích hoạt năng lượng tích cực trong nhà, giúp tăng cường sức khỏe và sự hòa hợp giữa các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, vị trí đặt cây kim tiền cũng rất quan trọng. Cây này nên được đặt ở những khu vực có nhiều ánh sáng tự nhiên, như gần cửa sổ hoặc trong phòng khách, nơi mà mọi người thường xuyên qua lại. Điều này giúp năng lượng tốt lành từ cây kim tiền lan tỏa khắp không gian, đảm bảo rằng gia đình bạn luôn được bao bọc bởi sự thịnh vượng và may mắn. Cây số 2, cây lộc vừng. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về cây lộc vừng, một loại cây phong thủy được coi là mang lại sự sung túc và thịnh vượng lâu dài. Cây lộc vừng có hoa màu đỏ, thường nở vào mùa xuân, tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Theo quan niệm dân gian, khi cây lộc vừng nở hoa, đó là dấu hiệu cho thấy gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, tiền bạc và của cải sẽ đổ về như nước. Cây lộc vừng thường được trồng ở sân vườn hoặc trước nhà, nơi mà nó có thể phát huy tối đa tác dụng phong thủy của mình. Hoa lộc vừng đỏ rực như những ngọn lửa nhỏ, lan tỏa sự ấm áp và vui vẻ đến toàn bộ ngôi nhà. Cây này không chỉ mang lại tài lộc mà còn giúp gia đình tránh xa những điều không may, tạo ra một không gian sống an lành và hài hòa. Gia đình nào sở hữu cây lộc vừng trong nhà, chắc chắn sẽ được hưởng thịnh vượng lâu dài, con cháu đời đời sung túc. Cây số 3, cây ngọc bích. Cây ngọc bích là cây phong thủy tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Đây là loại cây mang biểu tượng của sự trường thọ và phú quý. Với những chiếc lá xanh mướt, dày dặn và bóng bẩy như những viên ngọc quý, cây ngọc bích tượng trưng cho sự sung túc và viên mãn trong cuộc sống. Người ta tin rằng, cây ngọc bích có khả năng thu hút tiền tài và của cải, giúp gia đình ngày càng giàu có, hạnh phúc. Cây ngọc bích nên được đặt ở những vị trí như cửa ra vào hoặc phòng làm việc, nơi mà nó có thể hấp thụ năng lượng từ ngoài trời và chuyển hóa thành tài lộc cho gia đình. Ngoài ra, cây ngọc bích còn có khả năng kích hoạt năng lượng tốt trong không gian sống, giúp cải thiện sức khỏe và mang lại sự bình an cho các thành viên trong nhà. Khi cây ngọc bích nở hoa, đó là dấu hiệu cho thấy tài lộc đang đến rất gần, và gia đình bạn sẽ nhanh chóng đón nhận những điều may mắn trong cuộc sống. Cây số 4, cây trúc nhật. Cuối cùng, chúng ta không thể không nhắc đến cây trúc nhật, một trong những cây phong thủy mang lại sự bình an và thịnh vượng cho gia đình. Cây trúc nhật có dáng thẳng, lá xanh tươi và mọc thưa, tượng trưng cho sự thanh cao và vững chãi. Theo phong thủy, cây trúc nhật không chỉ giúp xua đuổi tà khí mà còn mang lại sự ổn định và may mắn cho gia chủ. Cây trúc nhật thường được trồng trong nhà hoặc ngoài vườn, nơi mà nó có thể phát huy tối đa tác dụng phong thủy của mình. Đặc biệt, cây này còn có khả năng cải thiện không gian sống, giúp tạo ra một môi trường trong lành và thoải mái cho gia đình. Khi trồng cây trúc nhật, gia đình bạn sẽ luôn được bảo vệ khỏi những điều xui xẻo, tài lộc sẽ tự động kéo về, giúp cuộc sống ngày càng thăng hoa và viên mãn. Bốn loại cây phong thủy mà cổ nhân khuyên trồng là những bảo vật thiên nhiên, mang lại sự thịnh vượng, tài lộc và bình an cho gia đình. Việc trồng những cây này không chỉ giúp gia đình bạn thu hút được những điều tốt lành, mà còn đảm bảo rằng cuộc sống của bạn và con cháu sẽ luôn sung túc, hạnh phúc.
Hãy trân trọng những giá trị mà thiên nhiên ban tặng và đừng quên chăm sóc những cây phong thủy này để đảm bảo rằng chúng luôn khỏe mạnh, phát huy tối đa tác dụng của mình. Một ngôi nhà tràn ngập màu xanh của cây cối không chỉ là nơi ở lý tưởng mà còn là nguồn năng lượng tích cực, giúp bạn và gia đình luôn cảm thấy an lành, hạnh phúc. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, sức khỏe luôn là điều quý giá nhất, và việc giữ gìn nó không chỉ phụ thuộc vào y học hiện đại mà còn đòi hỏi sự hiểu biết về những yếu tố tâm linh và phong thủy có thể ảnh hưởng đến cơ thể và tinh thần của chúng ta. Hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề vô cùng quan trọng và cần thiết, đặc biệt là đối với những ai đang phải chiến đấu với bệnh tật. Có những bệnh nhân mà khi mắc phải những căn bệnh nhất định, tuyệt đối không nên đi viếng đám ma, bởi lẽ âm khí từ những nơi này có thể xâm nhập và làm cho bệnh tình của họ trở nên nặng nề hơn. Vậy, những bệnh nào cần phải kiêng kỵ, và tại sao điều này lại quan trọng đến vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video hôm nay để bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Một, người mắc bệnh tim mạch. Đầu tiên, chúng ta phải nói đến những người mắc các bệnh liên quan đến tim mạch. Người bệnh tim mạch thường có hệ tuần hoàn và thần kinh yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi đột ngột về cảm xúc và môi trường xung quanh. Khi đi viếng đám ma, cảm giác buồn bã, lo âu và tiếng khóc than có thể làm tăng áp lực lên tim, gây ra những biến chứng nguy hiểm như tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Hơn nữa, theo quan niệm phong thủy, những nơi có nhiều âm khí như đám ma có thể làm suy yếu thêm dương khí của người bệnh, khiến sức khỏe của họ càng thêm suy sụp. Đối với người bệnh tim mạch, việc kiêng cử đi viếng đám ma không chỉ là bảo vệ sức khỏe thể chất mà còn là giữ cho tinh thần luôn ổn định và tránh những nguy cơ tiềm ẩn từ môi trường xung quanh. 2. Người mắc bệnh hô hấp. Người mắc các bệnh hô hấp, đặc biệt là những bệnh mãn tính như hen suyễn, viêm phế quản hay COPD, cần phải hết sức cẩn trọng khi tiếp xúc với môi trường nhiều âm khí như đám ma. Trong không gian này, thường có nhiều yếu tố gây hại như khói nhang, không khí ngột ngạt và cả sự căng thẳng tâm lý có thể kích thích các cơn co thắt phế quản, làm tình trạng hô hấp trở nên trầm trọng hơn. Theo phong thủy, khí âm có tính lạnh và ẩm, dễ dàng tác động xấu đến hệ hô hấp vốn đã yếu ớt, khiến cho bệnh tình diễn tiến nặng hơn, dẫn đến khó thở, ho kéo dài và thậm chí là nguy cơ suy hô hấp. Để bảo vệ sức khỏe, người mắc bệnh hô hấp nên tránh xa những nơi có không khí ô nhiễm và âm khí mạnh như đám ma, đồng thời duy trì môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng. 3. Người mắc bệnh ung thư. Bệnh nhân ung thư, với hệ miễn dịch suy yếu và sức đề kháng kém, cũng nằm trong nhóm cần đặc biệt tránh xa đám ma. Âm khí từ nơi này không chỉ làm suy giảm dương khí của người bệnh mà còn có thể tác động tiêu cực đến tinh thần, khiến họ cảm thấy mệt mỏi, chán nản và mất niềm tin vào việc chữa trị. Theo quan niệm tâm linh, những nơi có nhiều âm khí có thể tạo điều kiện cho các loại năng lượng tiêu cực xâm nhập vào cơ thể, làm gia tăng sự phát triển của tế bào ung thư. Vì vậy, việc giữ tinh thần lạc quan, tránh xa những nơi u ám và duy trì một môi trường sống tích cực là điều vô cùng quan trọng để hỗ trợ quá trình điều trị ung thư. 4. Người mắc bệnh về hệ thần kinh. Những người đang phải đối mặt với các bệnh liên quan đến hệ thần kinh, chẳng hạn như trầm cảm, lo âu, rối loạn thần kinh chức năng, cũng nên tránh đi viếng đám ma. Không khí tang thương, đau buồn từ đám ma có thể làm cho tinh thần của người bệnh càng trở nên bất ổn, dễ bị kích động hoặc rơi vào trạng thái trầm cảm nặng hơn. Trong phong thủy, âm khí có thể tác động xấu đến não bộ và hệ thần kinh, gây ra các triệu chứng như mất ngủ, lo âu, căng thẳng quá mức, và trong trường hợp nặng, có thể dẫn đến suy sụp tinh thần. Để bảo vệ sức khỏe tinh thần, người mắc bệnh về hệ thần kinh cần giữ khoảng cách với những sự kiện đau buồn, đồng thời thực hành những phương pháp thư giãn tinh thần như thiền, yoga, và duy trì lối sống lành mạnh. 5. Người mắc bệnh về hệ tiêu hóa. Những người mắc bệnh về hệ tiêu hóa như viêm loét dạ dày, đại tràng, hay hội chứng ruột kích thích cũng cần phải lưu ý tránh đi viếng đám ma. Căng thẳng tâm lý và âm khí có thể làm cho hệ tiêu hóa vốn đã yếu trở nên hoạt động kém hiệu quả, gây ra các triệu chứng như đau bụng, khó tiêu, buồn nôn hoặc tiêu chảy. Theo phong thủy, âm khí lạnh và ẩm có thể tác động tiêu cực đến dạ dày và ruột, khiến cho bệnh tình trở nên nặng nề hơn. Để giữ gìn sức khỏe tiêu hóa,
Ngoài việc kiêng kỵ đi đám ma, người bệnh cần chú trọng đến chế độ ăn uống lành mạnh, tránh các thực phẩm kích thích và duy trì thói quen sinh hoạt điều độ. 6. Người mắc bệnh về hệ miễn dịch. Cuối cùng, những người có hệ miễn dịch suy yếu, chẳng hạn như người mắc bệnh tự miễn, HIV/AIDS, hoặc đang trong giai đoạn điều trị hóa trị liệu, cần phải tuyệt đối kiêng đi viếng đám ma. Hệ miễn dịch của họ vốn đã yếu, không đủ khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài, và việc tiếp xúc với âm khí có thể làm cho cơ thể họ càng dễ bị tấn công bởi các loại vi khuẩn, virus và nấm mốc. Phong thủy cho rằng, âm khí không chỉ ảnh hưởng đến dương khí của người bệnh mà còn có thể làm suy giảm năng lượng bảo vệ của cơ thể, khiến họ dễ mắc các bệnh nhiễm trùng và bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Để bảo vệ sức khỏe, những người này cần tránh xa các môi trường có âm khí mạnh và duy trì một lối sống lành mạnh, tăng cường hệ miễn dịch bằng cách ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà chúng ta có, và việc bảo vệ nó không chỉ đòi hỏi sự chăm sóc y tế mà còn cần đến sự hiểu biết về những yếu tố phong thủy, tâm linh có thể tác động đến cơ thể và tinh thần. Những bệnh nhân mắc phải các căn bệnh nghiêm trọng cần phải đặc biệt chú ý kiêng kỵ, tránh xa những nơi có nhiều âm khí như đám ma để bảo vệ sức khỏe và tránh những biến chứng nguy hiểm. Hy vọng rằng những kiến thức được chia sẻ trong video hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm sự hiểu biết và biết cách chăm sóc bản thân một cách toàn diện hơn. Đừng quên chia sẻ video này để những người thân yêu của bạn cũng có thể biết và thực hiện những biện pháp bảo vệ sức khỏe đúng cách. Phòng khách là không gian trung tâm của mỗi ngôi nhà, nơi mọi người thường xuyên tụ tập, trò chuyện và thư giãn. Đây cũng là nơi đầu tiên mà khách bước vào khi đến thăm nhà, và nó có khả năng tạo nên ấn tượng đầu tiên về gia đình. Nhưng ngoài vai trò này, phòng khách còn được coi là trái tim của ngôi nhà trong phong thủy, nơi tập trung các nguồn năng lượng quan trọng nhất. Việc bố trí và sắp xếp các vật phẩm phong thủy tại đây có thể quyết định đến sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn của gia chủ. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao có những ngôi nhà luôn mang đến cảm giác ấm áp, hạnh phúc, và dường như mọi người trong nhà đó luôn gặp may mắn trong cuộc sống? Điều này không phải là ngẫu nhiên. Thực tế, những người am hiểu phong thủy biết cách chọn lựa và sắp xếp những vật phẩm đặc biệt trong phòng khách, không chỉ để làm đẹp không gian mà còn để thu hút tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng. Những vật phẩm này khi được đặt đúng cách có thể hoạt động như những chiếc bùa hộ mệnh, giúp gia đình bạn phất lên giàu sang nhanh chóng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 6 vật phẩm phong thủy mạnh mẽ nhất khi được đặt trong phòng khách, sẽ trở thành những bùa hút tài lộc, thu hút của cải, may mắn và giúp gia chủ thăng tiến trong mọi mặt của cuộc sống. Đừng để phòng khách của bạn chỉ là một không gian trưng bày đơn thuần. Hãy biến nó thành một nơi thu hút vận may và tài lộc bằng cách chọn lựa và bố trí những vật phẩm phong thủy phù hợp. Cùng tôi đi sâu vào từng vật phẩm để hiểu rõ hơn về cách chúng hoạt động và lý do tại sao chúng có thể mang lại sức mạnh kỳ diệu cho ngôi nhà của bạn. Một, tượng cốc ngậm đồng tiền, biểu tượng của tài lộc và sự thịnh vượng. Tượng cốc ngậm đồng tiền, hay còn gọi là thiềm thừ, từ lâu đã được coi là một trong những vật phẩm phong thủy mạnh mẽ nhất trong việc thu hút tài lộc. Thiềm thừ không chỉ là biểu tượng của sự thịnh vượng mà còn mang lại may mắn trong công việc và kinh doanh. Đặt tượng cốc ngậm đồng tiền ở phòng khách, đặc biệt là ở góc tiền tài, sẽ giúp kích hoạt dòng chảy tài lộc vào nhà, giúp gia chủ ngày càng giàu có và thịnh vượng. Để tối ưu hóa hiệu quả của thiềm thừ, bạn nên đặt tượng ở hướng đông nam của phòng khách, nơi được coi là góc tài lộc trong phong thủy. Ngoài ra, hướng của thiềm thừ nên quay vào trong nhà, như thể cốc đang mang tài lộc vào nhà bạn. Tránh đặt tượng cốc đối diện cửa ra vào hoặc cửa sổ, vì điều này có thể khiến tài lộc thoát ra ngoài thay vì tụ lại trong nhà. Hơn nữa, để gia tăng sự linh nghiệm của thiềm thừ, bạn có thể kết hợp với việc chăm sóc và làm sạch khu vực xung quanh. Một không gian sạch sẽ, gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực lưu thông tốt hơn, từ đó tăng cường khả năng thu hút tài lộc của thiềm thừ. Đừng quên thỉnh thoảng lau sạch tượng cốc để nó luôn sáng bóng, thể hiện sự tôn kính và mong muốn cầu tài của gia chủ. 2. Cây tài lộc, mang lại sự sung túc và giàu có. Cây tài lộc, hay còn gọi là cây kim tiền, là một trong những vật phẩm phong thủy được ưa chuộng nhất trong việc thu hút tài lộc và sự sung túc. Cây tài lộc không chỉ làm đẹp cho không gian phòng khách mà còn là biểu tượng của sự phát triển,
sinh sôi và thịnh vượng. Những chiếc lá xanh mướt của cây tượng trưng cho sự giàu có, tiền tài đang nảy nở và ngày càng tăng lên. Đặt cây tài lộc ở góc đông nam của phòng khách sẽ giúp gia chủ thu hút tài lộc, đồng thời duy trì một không gian sống hài hòa, tươi mới. Nên chọn cây có lá dày, xanh mướt và luôn giữ cho cây được tưới nước đầy đủ để đảm bảo rằng năng lượng tích cực luôn tràn đầy trong phòng khách. Tránh đặt cây tài lộc ở nơi có ánh nắng trực tiếp quá mạnh, vì điều này có thể làm cây héo úa, tượng trưng cho sự suy giảm tài lộc. Bên cạnh đó, nếu phòng khách của bạn rộng rãi, bạn có thể cân nhắc đặt thêm một hoặc hai chậu cây tài lộc ở các góc khác nhau để tăng cường sức mạnh phong thủy. Mỗi chậu cây đại diện cho một nguồn năng lượng tài lộc, giúp tài vận của gia đình không ngừng gia tăng. Đừng quên thay chậu cây mới khi thấy cây có dấu hiệu héo úa, vì cây tươi tốt chính là biểu tượng cho sự sống động và phát triển liên tục của tài lộc. 3. Bể cá phong thủy, kích hoạt tài lộc và thịnh vượng. Bể cá phong thủy là một trong những vật phẩm phong thủy có khả năng kích hoạt tài lộc mạnh mẽ nhất. Nước trong phong thủy đại diện cho sự lưu thông của năng lượng và tài lộc, và sự chuyển động của cá trong bể tượng trưng cho sự chuyển động liên tục của tiền bạc. Bể cá không chỉ mang lại sự sống động cho phòng khách mà còn giúp kích hoạt các dòng năng lượng tích cực, thúc đẩy sự thịnh vượng và may mắn. Để tối đa hóa hiệu quả của bể cá phong thủy, bạn nên đặt bể cá ở góc phía đông hoặc đông nam của phòng khách. Đây là hai vị trí được coi là lý tưởng nhất để thu hút tài lộc. Số lượng cá trong bể cũng quan trọng, bạn nên nuôi 8 con cá vàng và 1 con cá đen để đạt được sự cân bằng và hài hòa. Tránh đặt bể cá ở gần nhà bếp hoặc phòng ngủ, vì điều này có thể gây ra sự mất cân bằng năng lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc. Ngoài việc chọn đúng vị trí, việc chăm sóc bể cá cũng rất quan trọng. Đảm bảo rằng nước trong bể luôn sạch sẽ, cá khỏe mạnh, và các cây thủy sinh trong bể phát triển tốt. Một bể cá tươi tốt và sống động sẽ mang lại năng lượng tích cực, giúp gia đình bạn thu hút tài lộc, may mắn một cách hiệu quả. Đừng quên thêm vào bể những vật trang trí nhỏ như đá, san hô, hoặc các tượng nhỏ để tăng cường yếu tố phong thủy. 4. Giường ngủ đặt dưới xà ngang, gây áp lực, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc. Xà ngang trên trần nhà tạo ra cảm giác áp lực, đè nén, và khi giường ngủ được đặt ngay dưới xà ngang, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ và sức khỏe của gia chủ. Trong phong thủy, điều này không chỉ gây ra các vấn đề về sức khỏe như đau đầu, mất ngủ mà còn làm giảm tài lộc và may mắn của người nằm trên giường đó. Khi bạn nằm dưới xà ngang, bạn có thể cảm nhận được một sự áp lực vô hình đè nặng lên người, làm cho giấc ngủ không sâu và tinh thần luôn căng thẳng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến công việc, tài chính không được thuận lợi. Những giấc mơ xấu, cảm giác lo lắng thường xuyên cũng có thể xuất hiện, làm giảm chất lượng cuộc sống. Để khắc phục, nếu có thể, bạn nên di chuyển giường ra khỏi vị trí dưới xà ngang. Nếu không thể di chuyển, bạn có thể sử dụng rèm hoặc vải che để làm giảm tác động của xà ngang. Ngoài ra, việc sơn trần nhà bằng màu sáng hoặc sử dụng các vật phẩm phong thủy như chuông gió, quả cầu pha lê treo dưới xà ngang cũng giúp giảm bớt áp lực và mang lại sự cân bằng cho không gian ngủ. 5. Bếp nấu đặt cạnh bồn rửa, xung khắc giữa lửa và nước, gây hao hụt tài lộc. Trong phong thủy, bếp nấu đại diện cho lửa, còn bồn rửa tượng trưng cho nước. Khi hai yếu tố này đặt cạnh nhau, chúng sẽ xung khắc, tạo ra sự mất cân bằng năng lượng trong nhà bếp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình mà còn làm giảm tài lộc, dễ gây ra sự hao hụt tiền bạc. Nhà bếp là nơi giữ lửa cho gia đình, nơi nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe cho các thành viên. Khi bếp nấu và bồn rửa xung khắc, nó không chỉ làm năng lượng trong nhà bếp trở nên bất ổn mà còn ảnh hưởng đến việc tích lũy tài sản. Tiền bạc có thể bị tiêu hao nhanh chóng, công việc không ổn định và những rắc rối tài chính có thể liên tiếp xảy ra. Để khắc phục, bạn nên tạo ra khoảng cách giữa bếp nấu và bồn rửa. Nếu không thể di chuyển, hãy sử dụng một vách ngăn nhỏ hoặc kệ để tách biệt hai khu vực này. Việc sử dụng cây cảnh nhỏ hoặc các vật phẩm phong thủy như đá phong thủy, quả cầu pha lê cũng có thể giúp giảm bớt sự xung khắc giữa lửa và nước, từ đó duy trì sự cân bằng và thu hút tài lộc. 6. Cửa sổ bị che chắn quá nhiều, ngăn cản năng lượng và tài lộc vào nhà. Cửa sổ là nơi đón nhận ánh sáng và năng lượng từ bên ngoài vào nhà.
Khi cửa sổ bị che chắn quá nhiều bởi rèm cửa dày, cây cảnh lớn hoặc đồ nội thất, điều này sẽ ngăn cản dòng chảy năng lượng và tài lộc vào nhà. Một ngôi nhà thiếu ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành sẽ trở nên tù túng, làm giảm sự hưng thịnh của gia đình. Ánh sáng tự nhiên là một trong những nguồn năng lượng quan trọng nhất trong phong thủy. Khi cửa sổ bị che chắn, năng lượng từ bên ngoài không thể vào nhà, làm cho không gian sống trở nên u ám, thiếu sinh khí. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn làm cho tài lộc khó mà đến được với gia chủ. Để khắc phục, bạn nên giữ cho cửa sổ luôn sạch sẽ và thoáng đãng. Sử dụng rèm cửa mỏng, nhẹ nhàng để ánh sáng có thể dễ dàng lọt vào nhà. Hãy đảm bảo rằng cây cảnh và đồ nội thất không che khuất tầm nhìn và lối vào của ánh sáng. Bạn cũng có thể mở cửa sổ thường xuyên để đón nhận không khí trong lành, giúp không gian sống trở nên sáng sủa, thoáng mát và tràn đầy năng lượng tích cực. Phong thủy không chỉ là một hệ thống tri thức cổ xưa mà còn là nghệ thuật sống, giúp chúng ta duy trì và tăng cường các nguồn năng lượng tích cực trong không gian sống. Việc tránh những lỗi phong thủy cơ bản như cửa chính đối diện cửa sau, gương đối diện cửa chính, nhà vệ sinh ở trung tâm ngôi nhà, giường ngủ dưới xà ngang, bếp nấu cạnh bồn rửa và cửa sổ bị che chắn quá nhiều sẽ giúp bảo vệ và gia tăng tài lộc, sức khỏe cho gia đình. Hãy luôn nhớ rằng, một ngôi nhà không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là nơi lưu giữ và phát triển những nguồn năng lượng quan trọng. Bằng cách chú ý đến phong thủy và sắp xếp hợp lý, bạn có thể biến ngôi nhà của mình thành một nơi tràn đầy năng lượng tích cực, thu hút tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng. Đừng để những lỗi phong thủy tưởng chừng nhỏ nhặt ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Hãy kiểm tra lại ngôi nhà của mình ngay hôm nay, và nếu phát hiện bất kỳ lỗi phong thủy nào, hãy nhanh chóng khắc phục để mang lại sự bình an, hạnh phúc và thành công cho gia đình. Ngôi nhà của bạn không chỉ là nơi bạn sinh sống, mà còn là nền tảng cho mọi sự phát triển trong cuộc đời. Hãy bảo vệ và chăm sóc nó bằng cách thực hành phong thủy đúng cách, để mỗi ngày trôi qua, bạn cảm nhận được sự thay đổi tích cực, sự an lành và sự giàu có mà phong thủy có thể mang lại. Ví tiền là vật dụng mà chúng ta luôn mang theo bên mình mỗi ngày. Nó không chỉ là nơi lưu giữ tiền bạc, thẻ tín dụng hay những giấy tờ quan trọng, mà theo phong thủy, ví tiền còn là nơi hội tụ của năng lượng tài lộc. Chính vì vậy, việc giữ gìn và lựa chọn những gì nên hoặc không nên đặt vào ví tiền không chỉ ảnh hưởng đến tình hình tài chính mà còn tác động đến vận may, sự thịnh vượng của mỗi người. Đôi khi, chỉ một vật nhỏ tưởng chừng như vô hại nhưng lại mang trong mình năng lượng xấu, có thể gây ra những rắc rối tài chính, xui xẻo liên miên mà chúng ta không hề hay biết. Bạn đã bao giờ gặp phải tình trạng tiền bạc cứ đội nón ra đi, dù bạn đã rất cố gắng trong công việc nhưng tài lộc vẫn không tới? Có lẽ vấn đề không nằm ở công việc hay khả năng của bạn, mà chính là ở những vật phẩm bạn vô tình giữ trong ví tiền của mình. Theo các chuyên gia phong thủy, có những vật dụng mà nếu bạn để trong ví tiền sẽ gây cản trở tài lộc, xua đuổi vận may và thậm chí kéo theo vận đen đeo bám suốt đời. Việc sử dụng ví tiền không chỉ đơn thuần là để đựng tiền mà còn là để thu hút và giữ gìn tài lộc. Khi chọn ví tiền, bạn nên chú ý đến màu sắc, chất liệu và kiểu dáng sao cho phù hợp với mệnh của mình để tăng cường khả năng thu hút tài lộc. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa là phải biết cách giữ gìn và loại bỏ những vật phẩm không nên có trong ví tiền để tránh làm cản trở dòng chảy tài lộc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 6 vật phẩm xui xẻo mà bạn tuyệt đối không nên để trong ví tiền. Những vật này không chỉ xua đuổi tài lộc mà còn gây ra những trở ngại lớn trong cuộc sống, làm bạn gặp khó khăn về tài chính, dù có làm việc chăm chỉ đến đâu. Hãy cùng tôi tìm hiểu chi tiết từng vật phẩm và lý do tại sao chúng lại mang đến những điều không may mắn như vậy, để từ đó bạn có thể loại bỏ ngay chúng ra khỏi ví tiền của mình, giữ gìn tài lộc và vận may. Một ảnh người quá cố, gợi nhớ về quá khứ và kéo theo năng lượng tiêu cực. Một trong những vật phẩm mà nhiều người có thể không nghĩ tới nhưng lại mang đến vận xui đó là ảnh của người đã khuất. Dù là người thân yêu hay bạn bè đã qua đời, việc để ảnh họ trong ví tiền có thể kéo theo năng lượng tiêu cực, bởi những người đã khuất dù có yêu thương bạn đến đâu cũng thuộc về quá khứ, và quá khứ nên được giữ ở nơi trang nghiêm như bàn thờ thay vì ví tiền. Để ảnh của người đã khuất trong ví tiền không chỉ làm giảm đi năng lượng tích cực mà còn có thể kéo theo những kỷ niệm buồn, đau thương, ảnh hưởng đến tâm trạng và vận may của bạn.
Hơn nữa, theo phong thủy, việc này có thể ngăn cản dòng chảy tài lộc, khiến bạn gặp khó khăn về tài chính. Thay vào đó, hãy để những kỷ niệm đẹp về người đã khuất ở nơi khác và giữ ví tiền của bạn chỉ chứa đựng những vật phẩm mang năng lượng tích cực. Việc giữ lại những hình ảnh của người đã khuất có thể khiến tâm trí bạn luôn hướng về quá khứ, kéo theo những cảm xúc tiêu cực. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn làm giảm khả năng thu hút tài lộc. Hãy chuyển những bức ảnh này vào những nơi trang trọng hơn như album ảnh gia đình hoặc đặt trên bàn thờ để tôn kính và không làm ảnh hưởng đến tài vận của bạn. 2. Hóa đơn, biên lai cũ, tượng trưng cho nợ nần và tiêu hao tài lộc. Rất nhiều người có thói quen giữ lại các hóa đơn, biên lai trong ví tiền để tiện kiểm tra chi tiêu. Tuy nhiên, đây là một trong những vật phẩm bạn nên loại bỏ ngay lập tức nếu muốn tài lộc không bị tiêu hao. Hóa đơn, biên lai là những giấy tờ liên quan đến việc chi tiêu, nợ nần, và theo phong thủy, việc giữ chúng trong ví tiền sẽ làm cho tài lộc bị rút cạn, tiền bạc khó mà tích lũy được. Mỗi khi bạn mở ví, nhìn thấy những hóa đơn, biên lai cũ, điều đó không chỉ nhắc nhở bạn về những khoản tiền đã chi tiêu mà còn vô tình tạo ra một tâm lý tiêu cực, lo lắng về tài chính. Thay vào đó, hãy giữ ví tiền của bạn gọn gàng, chỉ chứa đựng những thứ cần thiết như tiền mặt, thẻ tín dụng và những vật phẩm phong thủy mang lại may mắn. Loại bỏ ngay những hóa đơn, biên lai cũ sẽ giúp bạn tạo điều kiện tốt hơn để tài lộc đến với mình. Hóa đơn và biên lai là dấu vết của những khoản chi tiêu đã qua, tượng trưng cho sự mất mát về tài chính. Việc giữ chúng trong ví không khác gì việc bạn giữ lại những dấu hiệu của nợ nần, khiến dòng chảy tài lộc bị chặn lại. Thay vào đó, hãy sắp xếp các giấy tờ này vào một nơi riêng biệt trong nhà và để ví tiền của bạn chỉ chứa những thứ liên quan đến tài lộc. 3. Tiền bị rách, cũ nát, mang năng lượng tiêu cực, cản trở tài lộc. Tiền bạc, dù là một phương tiện giao dịch, cũng mang trong mình năng lượng. Khi bạn để những tờ tiền bị rách, cũ nát trong ví, điều này không chỉ làm giảm giá trị của ví mà còn mang theo năng lượng tiêu cực, cản trở dòng chảy của tài lộc. Những tờ tiền rách, cũ tượng trưng cho sự hao mòn, mất mát, và nếu bạn giữ chúng trong ví, nó sẽ khiến tài lộc của bạn dần dần tiêu tan. Thay vào đó, hãy chắc chắn rằng ví tiền của bạn luôn chứa những tờ tiền mới, sạch sẽ, không bị rách nát. Nếu bạn nhận được tiền rách, hãy đổi ngay chúng tại ngân hàng để tránh ảnh hưởng đến tài lộc của mình. Hãy coi việc giữ ví tiền gọn gàng, sạch sẽ như một cách để tôn trọng và thu hút tài lộc, giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tích lũy và gia tăng tài sản. Tiền bạc là biểu tượng của sự thịnh vượng, nhưng khi nó bị rách nát, nó sẽ mang lại những ảnh hưởng tiêu cực. Hãy luôn đảm bảo rằng tiền trong ví của bạn luôn mới, phẳng phiu để tăng cường khả năng thu hút tài lộc. Việc sử dụng những tờ tiền cũ, rách không chỉ làm mất giá trị của chúng mà còn ảnh hưởng đến sự lưu thông của tiền bạc trong cuộc sống của bạn. 4. Dao, kéo mini, vật dụng sắc nhọn cắt đứt tài lộc. Một số người có thói quen để dao, kéo mini trong ví tiền để phòng thân hoặc tiện sử dụng khi cần thiết. Tuy nhiên, theo phong thủy, những vật dụng sắc nhọn như dao, kéo có thể cắt đứt dòng chảy tài lộc, gây ra xui xẻo và rủi ro cho chủ nhân. Dao, kéo mang trong mình năng lượng mạnh mẽ, nhưng lại dễ gây tổn thương, và khi đặt chúng trong ví tiền, chúng không chỉ cắt đứt tài lộc mà còn có thể gây ra những vết cắt vô hình trong các mối quan hệ của bạn. Thay vào đó, bạn nên để dao, kéo ở những nơi phù hợp như nhà bếp hoặc hộp dụng cụ, không nên mang chúng theo bên mình trong ví tiền. Hãy thay thế những vật sắc nhọn bằng những vật phẩm phong thủy nhỏ gọn như đồng xu may mắn, móc khóa phong thủy để thu hút tài lộc và may mắn. Dao kéo tượng trưng cho sự sắc bén, nhưng trong ví tiền, chúng lại mang đến sự đứt đoạn và phá vỡ tài lộc. Hãy cẩn trọng khi sử dụng và đặt những vật dụng này ở nơi phù hợp, tránh mang theo bên mình, đặc biệt là trong ví tiền. Điều này sẽ giúp bảo vệ dòng chảy năng lượng tích cực, giữ gìn tài lộc và duy trì sự bình yên trong cuộc sống. 5. Đồ dùng đã hỏng hoặc không sử dụng, năng lượng đình trệ, cản trở tài lộc. Ví tiền không nên chứa những đồ dùng đã hỏng hoặc không còn sử dụng được nữa. Những vật dụng như thẻ tín dụng hết hạn, chìa khóa cũ, hoặc các vật dụng khác không còn giá trị sử dụng đều mang lại năng lượng đình trệ, không tốt cho việc thu hút tài lộc. Theo phong thủy, ví tiền là nơi lưu trữ năng lượng tài chính, và khi bạn giữ những vật dụng không còn giá trị,
nó sẽ làm chậm lại dòng chảy tài lộc, khiến tiền bạc khó mà tích lũy. Hãy thường xuyên kiểm tra và loại bỏ những vật dụng không cần thiết ra khỏi ví tiền của bạn. Đảm bảo rằng mỗi vật phẩm trong ví đều có ý nghĩa và giá trị, giúp bạn duy trì sự thông thoáng, sạch sẽ, từ đó thu hút tài lộc và may mắn dễ dàng hơn. Một ví tiền sạch sẽ, không chứa những vật dụng cũ kỹ hay hỏng hóc sẽ giúp bạn giữ gìn tài lộc và thu hút thêm nhiều may mắn. Việc giữ lại những vật dụng không còn giá trị chỉ khiến ví tiền của bạn trở nên nặng nề và làm tắc nghẽn dòng chảy tài lộc. Hãy tạo thói quen kiểm tra và loại bỏ những vật dụng không cần thiết để ví tiền của bạn luôn gọn gàng, sạch sẽ. Điều này không chỉ giúp bạn dễ dàng quản lý tài chính mà còn thu hút được nhiều tài lộc hơn. 6. Thực vật khô hoặc hoa ép, tượng trưng cho sự héo úa, suy tàn tài lộc. Nhiều người thích giữ những bông hoa ép hoặc lá cây khô trong ví tiền như một kỷ niệm. Tuy nhiên, theo phong thủy, thực vật khô hoặc hoa ép lại mang năng lượng tiêu cực, tượng trưng cho sự héo úa, suy tàn. Khi bạn để những vật này trong ví tiền, nó sẽ làm suy yếu dòng chảy tài lộc, khiến bạn gặp khó khăn trong việc giữ tiền bạc và thậm chí có thể gây ra những rắc rối tài chính không đáng có. Nếu bạn muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp, hãy chọn những vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa tốt lành, giúp bạn thu hút tài lộc và may mắn. Loại bỏ thực vật khô và hoa ép ra khỏi ví tiền sẽ giúp bạn duy trì sự tươi mới, sinh động và mở đường cho tài lộc dồi dào đến với mình. Thực vật khô, dù mang ý nghĩa kỷ niệm, nhưng trong phong thủy, nó tượng trưng cho sự suy tàn và mất mát. Hãy thay thế chúng bằng những vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa thịnh vượng như đồng xu may mắn, lá bồ đề nhỏ để giúp thu hút tài lộc và giữ gìn năng lượng tích cực. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ tài lộc và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tài chính. Ví tiền không chỉ là nơi giữ tiền bạc mà còn là nơi hội tụ của năng lượng tài lộc. Việc giữ gìn và bảo vệ ví tiền bằng cách tránh những vật phẩm xui xẻo là điều cần thiết để thu hút tài lộc và giữ gìn vận may. Hãy luôn nhớ rằng, những vật phẩm như ảnh người quá cố, hóa đơn, biên lai cũ, tiền rách, đồ dùng hỏng, dao kéo mini và thực vật khô không nên để trong ví tiền. Những vật này không chỉ cản trở tài lộc mà còn kéo theo vận đen, gây ra những khó khăn tài chính không đáng có. Bằng cách loại bỏ những vật phẩm xui xẻo này và thay vào đó là những vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa tốt lành, bạn sẽ tạo điều kiện tốt hơn để thu hút tài lộc, duy trì sự thịnh vượng và may mắn. Hãy nhớ rằng, ví tiền là nơi quan trọng trong phong thủy, việc bảo vệ nó không chỉ giúp bạn giữ gìn tài lộc mà còn giúp cuộc sống của bạn trở nên suôn sẻ, hạnh phúc hơn. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhặt như sắp xếp lại ví tiền của mình, và bạn sẽ thấy sự thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Ngôi nhà, nơi chúng ta trú ngụ hàng ngày, không chỉ đơn giản là một nơi che mưa che nắng mà còn là một không gian mang tính chất thiêng liêng, gắn kết sâu sắc với vận mệnh, tài lộc và sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là trong phong thủy và tâm linh, ngôi nhà được xem như một thực thể sống, phản ánh những biến động trong cuộc sống của gia chủ. Đôi khi, những thay đổi nhỏ trong ngôi nhà lại ẩn chứa những dấu hiệu cảnh báo rằng tai họa đang đến gần, từ những vấn đề tài chính đến sức khỏe và hòa khí trong gia đình. Việc nhận biết sớm những dấu hiệu này không chỉ giúp bạn tránh được những rủi ro mà còn có thể tìm ra những phương pháp hóa giải kịp thời, bảo vệ sự bình an và thịnh vượng cho cả gia đình. Nhiều thế kỷ qua, các nhà nghiên cứu phong thủy, tử vi và tâm linh đã dày công ghi nhận và truyền lại những kinh nghiệm quý báu về những dấu hiệu bất thường trong ngôi nhà. Những dấu hiệu này có thể rất đa dạng, từ những thay đổi trong cấu trúc ngôi nhà, sự xuất hiện của những hiện tượng lạ, đến những cảm giác bất an khó lý giải của gia chủ. Mỗi một dấu hiệu đều là một lời nhắc nhở từ ngôi nhà của bạn, rằng có điều gì đó không ổn đang diễn ra và cần được giải quyết ngay lập tức. Trong bài chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 9 dấu hiệu đặc biệt trong nhà ở, có thể báo trước rằng tai họa đang đến gần. Những dấu hiệu này không chỉ là cảnh báo về nguy cơ vỡ nợ, ốm đau, mà còn là lời nhắc nhở gia chủ cần phải hành động kịp thời để hóa giải những điềm xấu, bảo vệ tài lộc và sức khỏe của cả gia đình. Hãy lắng nghe và chú ý đến ngôi nhà của mình, bởi nó có thể đang cố gắng gửi đến bạn những thông điệp quan trọng để duy trì sự bình yên và thịnh vượng. Một, mái nhà bị thủng hoặc dột, dấu hiệu tài chính bị hao hụt.
Mái nhà là lớp vỏ bọc bảo vệ ngôi nhà khỏi những tác động của thời tiết và môi trường bên ngoài. Theo phong thủy, mái nhà còn tượng trưng cho sự bảo vệ vận may và tài lộc của gia đình. Khi mái nhà bị thủng hoặc dột, đây không chỉ là một vấn đề vật lý mà còn là dấu hiệu của sự rò rỉ tài lộc, tài chính của gia đình có thể đang bị thất thoát mà bạn không hay biết. Gia chủ cần nhanh chóng sửa chữa những chỗ thủng, dột trên mái nhà để ngăn chặn sự rò rỉ năng lượng tiêu cực. Bên cạnh đó, hãy cân nhắc việc sử dụng các vật phẩm phong thủy như đồng xu cổ hoặc tượng Phật để bảo vệ tài lộc, giúp ổn định tình hình tài chính của gia đình. 2. Tường nhà bị nứt hoặc bong tróc, điềm báo về sự bất ổn và bệnh tật. Tường nhà là phần không thể thiếu, vừa bảo vệ ngôi nhà vừa tượng trưng cho sự vững chắc, ổn định. Khi tường nhà bị nứt hoặc bong tróc, điều này cho thấy gia đình có thể đang đối mặt với những bất ổn, có thể là sự suy yếu về sức khỏe hoặc những rắc rối nghiêm trọng trong cuộc sống. Gia chủ nên sửa chữa ngay lập tức những vết nứt, bong tróc trên tường nhà để tránh việc năng lượng xấu lan tỏa. Đồng thời, nên đảm bảo không gian sống luôn sạch sẽ, thoáng mát, có thể bổ sung thêm cây xanh phong thủy để cải thiện không khí và năng lượng tích cực trong nhà. 3. Cửa ra vào kẹt, khó mở, tín hiệu về những rào cản và khó khăn. Cửa ra vào là nơi thu hút và dẫn truyền năng lượng từ bên ngoài vào ngôi nhà. Khi cửa bị kẹt, khó mở, điều này tượng trưng cho những rào cản trong cuộc sống, ngăn cản bạn tiếp nhận những cơ hội mới. Đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy tài lộc không vào được nhà, dẫn đến những khó khăn về tài chính và cuộc sống. Gia chủ nên sửa chữa cửa ra vào, đảm bảo cửa luôn mở dễ dàng và không bị kẹt. Để thu hút năng lượng tích cực, có thể đặt một tấm thảm màu đỏ hoặc vàng trước cửa, giúp hóa giải những rào cản và mở rộng con đường tài lộc cho gia đình. 4. Gương trong nhà bị vỡ hoặc nứt, dấu hiệu về những bất ổn trong mối quan hệ và tài chính. Gương trong phong thủy được coi là công cụ phản chiếu năng lượng và bảo vệ ngôi nhà khỏi những yếu tố tiêu cực. Khi gương trong nhà bị vỡ hoặc nứt, điều này báo hiệu về sự xáo trộn trong mối quan hệ gia đình, tình cảm hoặc những khó khăn về tài chính. Gương vỡ còn là biểu tượng của sự chia cắt, mâu thuẫn, có thể dẫn đến sự tan vỡ trong gia đình hoặc thất thoát tài lộc. Ngay khi gương bị vỡ, gia chủ nên loại bỏ ngay những mảnh gương vỡ để tránh phát tán năng lượng tiêu cực. Thay vào đó, hãy sử dụng một chiếc gương mới, tròn và nguyên vẹn, để tái cân bằng năng lượng trong nhà. Đồng thời, nên kiểm tra vị trí đặt gương sao cho phù hợp, tránh đối diện trực tiếp với cửa ra vào hoặc giường ngủ, để duy trì hòa khí và tài lộc. 5. Đồng hồ trong nhà ngừng chạy, báo hiệu về sự trì trệ, đình trệ trong cuộc sống. Đồng hồ không chỉ là công cụ để đo thời gian mà trong phong thủy, nó còn tượng trưng cho sự lưu thông của năng lượng và nhịp sống của gia đình. Khi đồng hồ trong nhà ngừng chạy, điều này báo hiệu về sự trì trệ, đình trệ trong cuộc sống của gia chủ. Đây có thể là dấu hiệu của việc công việc không tiến triển, các dự án bị đình trệ hoặc sự chậm trễ trong việc đạt được mục tiêu. Gia chủ nên kiểm tra và sửa chữa hoặc thay mới đồng hồ nếu cần thiết. Đảm bảo rằng đồng hồ luôn hoạt động tốt, không bị ngừng chạy hay chậm trễ. Đồng thời, hãy đặt đồng hồ ở những vị trí thuận lợi trong nhà để thúc đẩy năng lượng lưu thông, giúp công việc và cuộc sống diễn ra suôn sẻ. 6. Cây cối trong nhà hoặc ngoài sân bị héo úa, dấu hiệu về sự suy thoái của năng lượng sống. Cây cối trong nhà không chỉ tạo ra không gian xanh mát, thoáng đãng mà còn là biểu tượng của sự sống, sức khỏe và tài lộc. Khi cây cối trong nhà hoặc ngoài sân bị héo úa, điều này báo hiệu về sự suy thoái của năng lượng sống trong ngôi nhà. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của các thành viên trong gia đình đang bị đe dọa, hoặc tài lộc đang dần cạn kiệt. Gia chủ nên chú ý chăm sóc cây cối trong nhà, đảm bảo rằng chúng luôn xanh tươi và phát triển tốt. Nếu cây đã chết hoặc không thể phục hồi, hãy thay thế bằng cây mới, tươi tốt hơn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các loại cây phong thủy như cây phát tài, cây lưỡi hổ để thu hút tài lộc và bảo vệ sức khỏe. 7. Ánh sáng trong nhà yếu, chập chờn, dấu hiệu của sự mất cân bằng năng lượng. Ánh sáng trong nhà đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng năng lượng. Khi ánh sáng trong nhà yếu, chập chờn, điều này báo hiệu về sự mất cân bằng trong cuộc sống, dẫn đến những khó khăn, trắc trở. Ánh sáng yếu cũng có thể là nguyên nhân gây ra cảm giác u ám, căng thẳng,
ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của gia chủ. Gia chủ nên kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng trong nhà, thay thế những bóng đèn yếu hoặc hỏng bằng những bóng đèn mới, sáng hơn. Ngoài ra, hãy bố trí ánh sáng trong nhà sao cho đồng đều, không để những góc tối hay thiếu ánh sáng. Điều này sẽ giúp tái cân bằng năng lượng, mang lại cảm giác thoải mái và tích cực cho ngôi nhà. 8. Vòi nước bị rò rỉ, dấu hiệu về sự hao mòn tài lộc. Nước trong phong thủy tượng trưng cho tài lộc, sự thịnh vượng. Khi vòi nước trong nhà bị rò rỉ, điều này báo hiệu về sự hao mòn tài lộc, tiền bạc của gia chủ có thể đang bị thất thoát mà không hay biết. Nước chảy liên tục mà không kiểm soát được là hình ảnh tượng trưng cho việc tài lộc chảy ra ngoài, không giữ được của cải trong nhà. Gia chủ cần kiểm tra và sửa chữa ngay những vòi nước bị rò rỉ, đảm bảo rằng không có chỗ nào trong nhà bị thất thoát nước. Ngoài ra, bạn có thể đặt một bể cá nhỏ trong nhà để cân bằng lại yếu tố nước, thu hút tài lộc và ngăn chặn sự thất thoát tài chính. 9. Sàn nhà bị lún hoặc nứt, dấu hiệu về sự suy yếu của nền tảng gia đình. Sàn nhà là nền tảng của ngôi nhà, tượng trưng cho sự ổn định và vững chắc. Khi sàn nhà bị lún hoặc nứt, điều này cho thấy nền tảng gia đình đang bị suy yếu, có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống gia đình, như mâu thuẫn, ốm đau hoặc thậm chí là nguy cơ vỡ nợ. Gia chủ nên kiểm tra và sửa chữa ngay lập tức những vết nứt hoặc lún trên sàn nhà. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng ngôi nhà luôn được duy trì sạch sẽ, gọn gàng, tạo cảm giác an toàn và ổn định. Bạn cũng có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như đá thạch anh, tượng thần tài để củng cố nền tảng gia đình, bảo vệ sự ổn định và thịnh vượng. Những dấu hiệu bất thường trong ngôi nhà không chỉ là những vấn đề về mặt vật lý mà còn là những cảnh báo quan trọng về vận mệnh của gia chủ. Việc nhận biết sớm những dấu hiệu này và áp dụng các biện pháp hóa giải kịp thời có thể giúp gia đình tránh được những rủi ro lớn, từ tài chính đến sức khỏe. Hãy luôn chú ý đến ngôi nhà của mình, bởi nó không chỉ là nơi trú ẩn mà còn là nơi bảo vệ, nuôi dưỡng tài lộc và hạnh phúc của cả gia đình. Bằng việc kết hợp giữa phong thủy, tử vi và tâm linh, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những thông điệp mà ngôi nhà muốn gửi đến. Đừng bỏ qua những dấu hiệu này, bởi chúng có thể là chìa khóa để bạn duy trì và bảo vệ cuộc sống thịnh vượng, bình an cho mình và gia đình. Hãy luôn sống trong sự tỉnh thức, biết lắng nghe và hành động đúng lúc để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn là nơi an lành, hạnh phúc.